Hãy chuẩn bị đảnh lễ thiền sinh và lễ câu này có nghĩa là ấn đường ok dạ dạ ok dạ yeah. Trang 77 thỉnh pháp sư. Xin quý vị vui lòng mở trang 77 thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm thiên vẫn nắm mùi Phật cơ nhẫn lời nhớ chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vượng ngọc giá ngại dời chân sang. Quyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy chính giữ pháp từ. Đó là nhóm tiểu trần như được niêm hương vị thủ dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân tơ tích tơ rõ ràng, thánh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh mỗi khắp chốn đi, tối mê cầu đẳng trí trí vẹn toàn. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripattiya uttang pojemi. Imaya dhammanu dhamma paripattiya thamang po che mi. Imaya dhammanu dhamma paripattiya sangkhang po che mi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa chân biên tri, do ngài tự ngộ không thầy chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện ơn tam bảo, hồi trì khuyên giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay liên quan với sơ kinh nghiệm của hành giả
theo dõi khóa đặc biệt Hạ Trong Mùa về sát để cung dường Đấng Cha Lành có công tu niệm giải thoát chỉ con đường cho chúng ta giải thoát giống như Ngài vậy. Như vậy chúng ta cung dường không quên nhắc rồi nhắc nữa quá đặc biệt vì không có điều kiện đi đâu xa gặp quý vị, luật cách ly vẫn còn tiếp diễn này. Vì vậy chúng ta ở trong thời kỳ của cách ly, nhân khoa học tiến bộ giúp điều kiện cho chúng ta thấy được và nghe được trong thế kỷ này bằng dùng Zoom với khóa thiền theo dõi. Phương pháp thực tập ngàm và đã giải thích như thế nào gọi là thập thiền Vipassana, minh sát tuệ. Và khi tập hâm và tại bữa nay, theo quý vị kinh nghiệm, cái gì mà quý vị đã tập rồi, vậy hôm nay đã giải thích ơn đề mà thiền sinh mới thực tập và cho biết kết quả của sự tập của hành giả mới. Như vậy từ Santistupa Phật Thầy bên đó có hỏi là kính chào ban tổ chức, xin cho con có câu hỏi. Thái sư, khi hành thiền thỉnh thoảng con có một hiện tượng là cặp mắt như bị thắt chặt lại, như bị một tấm khăn, phải không? Một tấm khăn vô hình siết rất chặt lại một lúc lâu, hoặc hiện tượng xảy ra như vậy ở ấn đường còn quán một lúc lâu mới hết rồi, quán hết rồi, có khi không hết rồi, có khi hết, có khi không hết rồi, cho biết kết quả. Xin cho con hỏi hiện tượng đó là gì và con phải làm gì, hay là không, con phải lì hay là không, chỉ cần quán và ghi nhận cảm giác kinh nghiệm. Một hành giả hành thiền mới hiện tượng rồi thì đi giải thích đang cúng dường để cái tâm bằng cách hành đạo giới định vệ. Hành giả đã ở trong khuôn khổ của giới pháp học hoặc hành lý thuyết cùng với sự thực hành và thực tập có kết quả. Hành thiền thỉnh thoảng có một hiện tượng đây, đang định, đang tập tâm định, quán Vipassana định, nhưng mà khi tâm định có một hiện tượng là cặp mắt như bị thắt chặt lại, như bị một tấm khăn vô hình siết rất chặt lại một lúc lâu. Bây giờ câu thứ nhất,
hiện tượng là cặp mắt như bị thắt chặt lại. Cặp mắt là đây. Đối tượng đầu tiên thì giải thích khi ngồi thiền. Vì chú tâm, tâm không biết ở đâu. Chú tâm vào đối tượng. Thì nói nữa tục đấy. Như vậy sư không nói là chú tâm để mắt. Không nói là chú tâm để nằm mũi. Sư nói một phương pháp cây cực của một vị thiền sư. Ngài Mahasi Sayadaw. Mà sư khắc tập có bao nhiêu kết quả kinh nghiệm. Và sư hướng dẫn quý vị trong khóa thiền này. Một vị hành giả khi bắt đầu cũng vừa nước Phật bằng tam học giới rồi định. Thế định này gọi là chánh định. Khi mà chánh định có ba chi: chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tên là định mà có ba chi tâm sở. Như thế nào gọi là chánh tinh tấn? Sư đã hướng dẫn quý vị khi quý vị ngồi, ngồi thẳng, mắt nhắm được này, rồi tâm không biết ở đâu. Sư nói bây giờ quý vị hướng tâm, quý vị chú à, chú tâm nơi bụng. Bụng là tục đế ở trên giữa ngày. Sư nói tâm, sư còn nói con mắt, không nói phải nhìn. Mở mắt nhìn, liếc mắt nhìn không. Sư nói tâm, hướng tâm, bỏ quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Mà vậy bây giờ, sư nói là chỉ có pháp hiện tại ghi nhận trong lúc bây giờ. Bây giờ sư chỉ đối tượng, quỳ nhắm mắt, mắt nhắm, như vậy không có, không dùng mắt thấy. Không, quỳ đổi cuộc đời trong lúc giờ, thành cuộc đời có cõi giới, có định hoặc có huệ. Như vậy không dùng cái nhục nhãn. Không, nhục nhãn nhắm mắt để yên. Không bao giờ để ý nơi tầm nhìn xuống nơi bụng không. Ngồi thẳng, rồi gương mặt nhìn xuống chút. Này, vậy là giống như Đức Phật ngồi tâm thiền sao không? Hay khi mà nhìn xuống tâm hướng về bụng, tâm sư nói tâm hướng về bụng. Khi mà tâm để nơi bụng rồi đó, tâm tới trước nhất. Này là khi mà tâm tới trước nhất, sư nói là chánh niệm. Chánh niệm là một sân tâm sở ở trong định, chi của định. Chánh hướng tâm tinh tấn, sư nào hướng tâm về bụng rồi, rồi đó là chánh tinh tấn. Bỏ quá khứ, bỏ tương lai, hiện tại sư nói là bụng. Sư nói bụng điều sư nói có chánh niệm. Chánh niệm liền theo quy nhận. Cái nhận tại bụng này có gì xảy ra. Bây giờ nói tâm ở nó bụng, nó ở trong một cái bàn tay của tâm, của bụng mà, giống vậy đó. Ở chỗ này không có xương. Như vậy khi chúng ta nhân á, tại sao đã đây, khi mà đã đây mới quý vị ghi nhận thì chỗ này có cái gì ở trong này, quý vị sẽ cảm giác được một cái sự căng. Tại sao căng? Chúng ta thở vô bắt đầu bụng nó phồng, rồi trở lại tại sao nó phồng, rồi tại sao xẹp, khi thở ra nó xẹp. Nhưng sư cũng nói là quý vị để tâm niệm mũi. Tại sao để tâm niệm mũi được? Nhưng với phương pháp của Ngài Mahasi, hầu hết để tâm niệm mũi đi chia cố định, giải thích rất rõ trong bài tư niệm xứ đại tư niệm xứ. Như vậy đó. Nhưng Đức Phật Ngài nói con đường giác ngộ Ngài đã đi qua rồi. Nó định khi Ngài còn Bồ Tát tiếp trước trước này. Thế Ngài thấy ôi định này chưa có gì, thiền sơ thiền nghĩa thiền thêm. Ngài mới đi con đường trong đạo. Mà khi con đường trong đạo, Ngài mới chỉ con đường trong đạo như thế nào. Nó là tám chi, không phải giải thích rồi. Chánh kiến, chánh tư duy, huệ, đổi cuộc đời của mình á, chánh ngờ, chánh nghiệp, chánh mạng, sẽ giải thích là khách ly
là giới bắt đầu ở giữa định. Chánh định thế nào là phải có chánh tinh tấn, hướng tâm trở về ở nơi bụng, bụng lập tục để khi mà tâm ở đâu bụng nó nhầm chỗ này đó, nó tục để bụng theo nó biết bụng chỗ này thôi, chánh niệm tới liền. Tôi nói chánh niệm theo liền, khi mà chánh niệm theo liền ghi nhận, ai ghi nhận chánh niệm? Tại sao ghi nhận? Vì chú tâm này đó rồi, vì tâm chú tâm tứ rồi, tầm là kia và tầm tứ, tầm là chú tâm tứ theo dõi tâm. Rồi chánh niệm nó nói là phòng mà, tại sao chánh đó là chánh niệm? Lời nói của chánh niệm với tâm chỉ hay biết xuống thôi. Nó nói phòng à, ghi nhận có sao nó vậy, chánh niệm có sao nó ghi nhận như vậy. Thầy nói nó phòng như vậy, cái phần đó bổn phòng, không coi bằng mắt à, không mắt không nhìn, mắt để yên đó, cái gì tâm ở nơi bụng, chánh niệm ghi nhận. Và nếu quý vị ghi nhận thì đã ngồi tí, ngồi thiền được rồi, đã ngồi rồi biết rồi. Bây giờ giải thích về cái mắt nó bị thắt chặt lại, muốn giải thích nếu hành giả bị thắt lại có bị ảnh hưởng gì, ảnh hưởng về bằng mắt không? Đây, đây cái nhục nhãn mắt này, ví dụ là mắt này, thầy mắt này có thể học chữ, học rồi văn về, rồi suy nghĩ, rồi trí tuệ ở đời tục đế. Nhưng cái này không phải là dùng mắt thịt mà thấy, dùng tuệ nhãn, pháp nhãn, cái này mà là chánh kiến, chánh duy. Làm sao có chánh duy thì nó đi từ định này mới lên được chánh duy được, chánh kiến được. Không có dùng mắt thịt để mà nhìn bụng, để yên trong có mắt để yên, để này yên rồi thân ngồi yên vậy đó, rồi tâm hoàn toàn. Còn đường của Đức Phật rõ tâm, tâm sở, tâm thật à, tâm vương đã nơi bụng rồi, chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi bụng nó một pháp rất cần yếu, yoniso manasikara, chú tâm như có trí tuệ. Hồi nào tới giờ chúng ta chú tâm không có trí tuệ? Không, vừa chú tâm đó không có chánh niệm, tham tới sân tới liền, không có chánh niệm. Tâm tới chỗ nào tay mắt không có ghi nhận, tham tới sân tới ở tai, tham tới sân tới. Bây giờ ở trên con đường bắt chân đạo mình đi, Đức Phật đã đi như thế nào? Sẽ nói là xả ly như thế, bỏ quá khứ, bỏ ra và đi tới, đi con đường của Ngài để diệt trừ gì hậu, để trình thành trụ chân trí, chân ngộ bất tử. Cái đó là cái mục đích mong muốn của mình là như vậy. Thầm quên mặt đại yên nhá. Quý vị câu hỏi này, quý vị có ảnh hưởng đấy, cố gắng nhìn bằng mắt không đờ. Và nếu quý vị không có nhìn, sư sẽ giải thích hết. Và nếu quý vị có nhìn bằng mắt, ảnh hưởng mắt, quý vị nhớ bài học sư nói là chú tâm, tâm tới trước chứ chánh niệm liền và theo dõi. Tôi nhận trí nhớ đó bèn lắm đi nè. Quý vị trí nhớ là gì? Sao tí và xăm nhắc có chánh niệm là tình thức à, có chánh niệm là tình thức à, đó là pháp vận hành của pháp bảo là như vậy. Như vậy quý hành giả chú tâm nay bụng rồi có chánh niệm liền, như vậy chánh niệm phải tiếp tục chánh niệm ghi nhận. Nào Đức Phật dạy sắp tiếp vào một khổ, chánh niệm trước mặt của mình nó không nói đâu, không nói là con mắt đâu, chánh niệm mới chánh niệm này đưa tâm đã đưa xuống bụng rồi. Rồi chánh niệm từ chỗ này, tổng đài nó ở đây đây, tâm sở đó, mới nói chánh niệm rồi thì dạy ở nơi bụng, thay chỗ này phòng một cách tự nhiên nè, ghi nhận một cách phòng à, vì nó có bắt đầu tiến trình của hơi thở. Rồi sẽ theo dõi thân hành với hơi thở luôn luôn đặt cái này. Và nếu quý vị phải hết lòng theo dõi một hơi thở từ đầu tới cuối với trí nhớ ghi nhận,
này nó phòng này rồi tâm ở đâu, tâm ở nơi bụng, nó biết xuống ở nơi bụng bắt biết ở cái nào xúc xúc vipassana. Và nếu gọi là quan thân là phải xúc phải đụng như vậy để tâm nó bụng nó rất là một cái quan trọng, quan trọng như vậy xúc động thái động động đất này cứng mềm phòng 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 cứng đài. Tôi nhận hiện tượng của các pháp phục vị càng thêm nữa, hiện tượng của tứ đại chạy gió thôi bắt đầu chuyển chuyển hết chuyển không chuyển đó, tự nhiên có một cái cứng biết nữa đúng. Rồi xẹp 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 hết, nó có một cái cách nên cho đó ghi nhận này. Và nếu hành giả hết lầm như vậy, hành giả không có bị nè, không bị thắt chặt lại, mắt không bị thắt chặt lại vì mình đâu có dùng mắt đâu. Một bây giờ như bị một tấm khăn tưởng, hành giả tưởng nó bị một tấm khăn, có thật đâu, có không, có tưởng liền tới đây là nguy hiểm nhất. Tưởng sai lầm, tâm sai lầm, kiến sai lầm rồi, cái chỗ này là chỗ gọi là tẩu hỏa, đa dùng nhé, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà tiếng vậy đó thôi, nó biết là hồi hình như một cái vô hình, vô hình biết là bao nhiêu hồi trước hồi nhỏ sư bị người ta đừng có đi chỗ đó là ma, không biết là ma là gì, nghe ma là sợ luôn. Ta bây giờ ôi ba bây giờ ta tìm ra ma, Đức Phật nói có ma thật, ma quên chân ngại phiền não ma vương, ngũ quận ma vương, pháp hành ma vương, từ thiệt mà tử thần ma vương có thật, nhưng không phải là mình tưởng ma, ma đâu có người chết, mà thấy người chết sợ thật, người đó là ma rồi, người chết chứ mày. Rồi như vậy nhớ nhớ đây là có một cái nó chảy vào rồi đi cái gì đó, một tấm khăn vô hình siết rất chặt một lúc lâu, một cái tấm khăn, một cái vô hình có phải là tưởng không? Này rồi sẽ giải thích thêm rồi cái chặng này, đừng cho tưởng vào, đừng cho tưởng vào, cảm giác thật, cảm giác thật rồi. Và nếu cảm giác bây giờ trong đời nó bị như vậy nè, bị như vậy, bị thắt chặt, thấy niệm thắt chặt à, thắt chặt rồi để thắt chặt, rồi niệm đôi ba lần, niệm đi thắt chặt, có thắt chặt, cái cảm giác là thắt chặt, đừng nghĩ là có một cái tấm khăn vô hình, đừng thêm cái điểm này vô. Quý vị nào chưa gặp trường hợp này nhớ đừng thêm một tấm khăn vô hình, mày chạy mặt của mình bắt đầu nó đi à, trốn nó đi à, này. Ôi, cái tưởng nó không bao giờ giống như trời nắng có sao, nhìn có sao ba không bây giờ bắt được cái sao, đây gọi là tưởng. Tưởng sao là rồi tâm sai lầm, tại sao tôi không bắt, rồi rồi rồi, kiến sai lầm rồi, không phải đi con đường giặc nào, không đổi cuộc đời của mình được. Như vậy quý vị nhớ, không dùng cái vấn đề mà thắt chặt lại, thưa không phản đối, có cảm giác hay quý phải niệm. Nếu chỗ này á đang niệm phòng sẹt và bắt đầu cho nên thắt chặt, quý phải niệm thắt chặt thôi, cái cảm giác vậy đấy, yên tâm thắt chặt. Mà đừng có nghĩ là có một cái tấm khăn của hình, ô Phật bỏ cái đó thời thì nhất là cái đó nhớ bỏ hẳn. Và nếu hành giả nào hành cũng gặp trường hợp bỏ hẳn rồi mà không dùng mắt thật à, rồi tôi nói là chánh kiến tu vi pháp nhãn huệ nhãn, không phải nhục nhãn. Trong lúc hành thiền này mắt nhắm rồi thấy gì, vì vậy mới không thấy và còn mắt. Trường hợp muốn thấy sư sẽ giải thích thêm. Thứ nhất là như vậy, rồi rất chặt lại một lúc lâu, hoặc là hiện tượng xảy ra như vậy ở ấn đường. Nếu mà quý vị nghĩ như vậy là ấn đường, đường bắc chánh đạo là con đường, không tìm thấy, không thấy được tâm của mình,
không thấy được thân của mình. Bây giờ con người là gì? Con người là thân tâm. Nhưng mà khi thân tâm nó đổi cuộc đời của mình không dùng ở thế gian này nữa. Thân là gì? Thân còn lại là tứ đại, tâm hay biết rời đổi chỗ, cái định này nó sửa chỗ đó thôi. Cái giới quy thọ trì rồi tự động tới mà quẹt quả thôi. Mà chỗ này cứ sản xuất nghị lực của cái điện nè, âm dương. Thay chỗ này dương giống như là nhiệt độ như nóng ở ngoài, mình gom ra lại tâm, tâm là dương, tứ đại này là âm lạnh. Như vậy nếu mà tâm đi ra rồi nó chết con người, lạnh đem đi chôn, đem đi tiêu. Như vậy khi mà tâm ở trong thân á, âm dương bắt đầu chỗ này gọi là danh sắc. Sống mà Đức Phật dạy chúng ta sống. Chẳng phải cái vấn đề chết mà chúng ta đã kinh nghiệm rồi. Thấy Đức Phật dạy chúng ta vấn đề sống thôi. Mà sống phải biết, biết bây giờ và tôi đang sống. Và nói đang sống, Đức Phật dạy tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực. Đây, Đức Phật dạy rất là rõ, tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực rồi đây đó. Còn một cái câu nữa, Sapte Satta Sankhara Thitika, tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi không biết. Cái điểm này là luân hồi. Không biết à. Chỉ tìm vật thực cho nhiều để đó dùng cho hết, chết đi bỏ. Nhưng mà các pháp hữu vi đang sống như các pháp hữu vi, vật thực sáng trưa chiều, các pháp hữu vi luôn luôn 24 tiếng đồng hồ. Các pháp hữu vi là vô thường, thay đổi vô thường, họ vô ngã, vô thường, một cái câu vô thường thay các pháp. Vô thường như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, nó không thường, không thường như thế nào? Giải thích sao nó không thường? Nếu thường là vui, ta mặc cách lòng. Người đó thật là thay đổi, ôi khổ. Vô thường, cái nghĩa của vô thường, cái tâm của mình đang ngồi đây, nó đi bỏ thân, vô thường, ôi khổ, vai đầy vô thường. Thân thay đổi, thọ thay đổi, tâm thay đổi hết, cái nghĩa vô thường. Bây giờ trong giới các pháp hữu vi, thân thay đổi, tâm thay đổi, một lượt thay đổi được, chứ chúng ta đâu có thấy điểm này. Như vậy Đức Phật lại trả lời với hiện tại, sống bây giờ vật thật rồi đó, còn bánh rồi. Nhưng các pháp hữu vi hay các pháp hữu vi với hơi thở đó là tăng hành, không có hơi thở 3 phút chết rồi, không có hơi thở. Như vậy hơi thở chỉ là thở vô và thở. Hơi thở là cái gì? Đã kinh nghiệm hơi thở để cho nó đã nơi bụng rồi trí nhớ, cái nhận phòng rồi tâm vậy là sẹp à, tục đế à, phải đi sâu. Nó là phòng sẹp. Như vậy theo dõi từ đầu tới cuối, phòng tiếng đệm, phòng bắt đầu nó phòng rồi tâm ở đó. Ôi thật nha quý vị trí nhớ là phòng tâm nó tỉnh. Ôi phòng tăng rồi nó sẹp co. Như vậy cuối cùng cái di động căng di động rung căng di động rung căng di động rung là cái gì? Là gió này, cây chuyển động thấy bằng mắt. Gió cây đâu có chuyển động, cờ đâu có chuyển động, mà ta là gió chuyển động. Thế cái gì chuyển động gọi là gió? Mới hiểu cái này gió. Các pháp hữu vi không có gió này vì sống không có thay đổi, sống chết. Thế cái này mà chúng ta đang sống đổi cuộc đời của chúng ta, đổi chỗ này để thấy sống như thế nào và chết như thế nào. Như vậy đó, đấy học sống như chết cho Đức Phật thôi. Chết là quên, này nó quên rồi, chết rồi. Và nếu chúng ta quên nó chưa chết, chết rồi, sống như chết rồi, người đó ngồi không biết gì hết, sống như chết vậy đó.
không biết gì hết. Bây giờ phải biết, làm sao biết được, biết là tuệ, là thấy biết là tuệ. Thế chỗ này quý vị phải hết lòng, không có tưởng tượng, và theo dõi đối tượng rất là rõ. Còn một lúc giờ hết, bây giờ nói tiếp à. Còn quán một lúc lâu mới hết. Nhờ cái quán đó quý vị thấy không? Nếu mà quý vị dùng quán, thấy nó hết. Quán là gì? Quán sát. Thế Đức Phật dạy, tuệ quán chính ở đây. Quá khứ không có, bỏ rồi. Chỉ pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán mới thấy sanh diệt thay đổi của hơi thở, và chúng ta sống trong cái chết này mà chưa thấy rõ đâu, thì tìm thêm nữa. Như vậy quý vị thấy, còn quán một lúc mới hết. Có cái sự quán mà tự nhiên nó hết, nó còn mà quên chút à, nó hướng dẫn sai đã, rồi hết rồi. Có khi không hết, thay có khi hết, có khi không hết. Chuyện của mình mà, chuyện của mình mới học mà. Đức Phật nói là vô thường. Tại sao nó hết? Vô thường. Tại sao không hết? Cũng vô thường, vô ngã, không làm gì được hết. Các pháp của quý là như vậy. Như vậy cứ tiếp tục tới nè. Con xin cho con hỏi, hiện tượng đó là gì và con phải làm gì hay không? Hiện tượng đó là gì? Nếu mà thắt chặt như vậy đó, nè, nó thắt chặt như vậy là hiện tượng của bản chất của đất, đất, nước, không còn cái gì nữa. Vậy đó, đất, nước, gió, lửa, tứ đại đó thôi.
Ồ, về nói được rồi hả? Khi nào đó cái này. Ồ, thưa sư, sao con không có nghe được ngài giảng? Dạ, bị disconnect rồi. Bây giờ sư ký đang connect lại. Dạ, quý Phật tử mình đã được đấy. Người hành thiền, Đức Phật đã giải thích rất là rõ, nó có sẵn rồi, sẵn đây. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Thật, khổ thật. Ai thấy khổ đó thật, ai giải thoát. Thấy thật không? Thấy người ta sanh giác ngộ không? Mặc cả thấy già giác ngộ không, thấy người ta bệnh giác ngộ không, thấy người ta giác ngộ không, rồi làm sao thấy đó? Sư nói lại tất cả chúng ta do nhờ các pháp quý thay đổi, mà mình thấy thay đổi thấy thay đổi, nó khổ bắt đầu thấy cái này, thấy đau, thấy mụ. Đây là các pháp quý liên quan với mâu quẩn. Tháng gì hết á, chúng ta sống cho nó mà chúng ta chết cho nó, vậy đó, không ra khỏi nói này đó. Như vậy khổ cần phải thấy giác ngộ không? Thấy bằng mắt thật, không phải thấy bằng trí tuệ. Bây giờ ngồi thiền mắt thấy hả? Tôi nói không dùng nhục nhãn, hồi nãy giải thích người đằng trước không dùng mắt nữa, đã lấy tuệ nhãn làm sao có tuệ nhãn được? Có chội chánh tinh tấn chánh niệm trên định, là định này này, từ sát na định sa nó phát một chánh tuy chánh kiến mới thấy được các pháp vô vi. Đức Phật dạy các pháp vi thật không bền vững, có trạng thái sanh lên diệt, sanh lên diệt, vì vậy mới khổ. Rồi nè, vậy khi mà người ta chết rồi mời cho tăng tới tổng kinh, có câu kinh nào mà giảng sanh không, đưa người này đi cõi trời không? Kinh nào? Kinh nào mà đưa người này đi cõi trời mà giảng sanh người đó? Vậy mở cho tăng lòng, cho tăng tới động như vậy thì chết. Anicca vata sankhara uppata vaya thammino upanchanta narochanti tê san vô pa sam mo sa ko. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó sanh nó diệt sanh mới khổ. Khi nào không có các pháp hữu vi này mới được rằng vui tuyệt đối, vì nó đang đi trên con đường trung đạo, mới thấy các pháp hữu vi độc đời mình quán. Thầy quán đó không còn tham chút nào, không còn sân như vậy, người đó như vậy, cả trước người sau ta cũng vậy. Vậy mới hồi hương phước báo, người đó không có tham sân si, quan các pháp của quý thôi. Hey. Rồi tham nhận thấy các pháp của quý, chế thấy về cái con ngồi thiền hiện tượng như thế nào, phải tham nhận đó thôi. Tham nhận rồi tiên tai cũng vừa đúng bằng cách hành đạo. Và bằng cách hành đạo con thấy gì? Con thấy đau, đau sanh hả? Đau dạ đấy. Không, con ngồi này thấy cái chân con đau, chân con đau con chịu không nổi. Rồi làm sao tham nhận chịu? Thì muốn cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo, vì hành đạo con thấy này, hay cúng dường ta? Cúng dường ta thì phải thấy tam tướng, ngồi thiền thấy vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã, thấy đó cung dường này mới hành đạo. Đó, ai cái đạo vi diệu, hành giả ngồi thiền rất là đúng. Thì biết bao nhiêu con người ta chết vì tham sân si, mà chúng ta chết vì ngồi cung dường Đức Phật một tiếng đồng hồ chết không? Hồi nào tới giờ đó lịch sử người ta ngồi mà chết không? Không, không ai ngồi chết, người ta chết vì tham sân si, không có. Nhưng mà lạc thiền sai con đường đi khổ, nhưng mà đi đúng con đường để mà sống. Như vậy con đường để mà sống
khổ cần phải thấy. Dạ đau chết, trời ơi, vậy bắt đầu nó xuống sẽ tới rồi chết. Thay vì chết, đổi được một cuộc đời. Đổi được một cuộc đời. Ôi trời. Đấy. Này, một chết. Đấy, đổi cuộc đời cho nó. Cảm nhận các pháp hữu vi. Thật không bình vững. Đó trạng thái sanh diệt sanh, vì khổ. Tháo vô, không thở ra chưa nói. Nào, vừa thở ra, không thở vô. Các pháp hữu vi, tất cả hết thảy trong tầm về các pháp hữu vi. Ở trên chúng ta được không? Mà muốn ra khỏi cái này, ra khỏi chết. Đây con đường trong đạo. Ekayanomako, con đường độc nhất, một con đường thôi. Chúng ta đang đi. Như vậy khổ cần phải thấy. Khổ này có khổ của các pháp hữu vi. Cái kia khổ thật. Mà các pháp hữu vi như vậy thì chịu đựng nổi không? Vì bị giả không? Vì bị bệnh không? Đang chết không? Chỉ các pháp thay đổi thôi. Tâm về tâm định, sát na định, phát cái chánh tư duy chánh kiến. Đây là chánh kiến. Thấy các pháp hữu vi. Đấy. Rồi. Rồi biết là trong năm cái ngũ vận sắc thọ tương hành thực giống nhau một cái khối của giờ trầm, nó có cái thật của nó cung trong này, nhưng phải đi tới không thay đổi. Thay sanh diệt sanh, và nếu chấp nhận đó là sanh diệt, cô chi turn on speaker của ngài. Dạ con unmute ngài. Chị Chi ơi cũng không được. Là tại vì ngài tự ẩn nên mình không có ẩn với ngài. Ngài tại bên kia phải ẩn. Dạ, sư điện trí ơi, cái máy của ngài bị ẩn điêu rồi. Đây lần đầu tiên con thăm thiền quá thiền. Dạ, con bằng ạ. Còn bây giờ không trầm. Bây giờ sẽ nói là đau, đó là đau. Hãy niệm thôi. Đó là đau do các pháp vô vi. Thế nên nó thay đổi. Hơi thở nó mệt. Chậm nó mệt, nó thay đổi là mệt à. Như vậy đó. Nó là các pháp vô vi. Nó đau. Bây giờ nó bị hôn trầm đây. Hôn trầm này thuộc gì? Đau thân không? Nhớ, cái thân này chỉ hai khổ lạc. Đây thân khổ lạc, chỉ khổ lạc thân này, thân khổ lạc. Như vậy làm sao đừng nó bị truyền nhiễu tới tâm. Nhìn nhớ, nó khổ đó, lạc đó, đừng có truyền nhiễu tới tâm. Bây giờ tâm không rõ mà bắt đầu hôn trầm nặng, trị đó bằng cách nào? Thầy phương pháp. Mà trước nhất hôn trầm, nếu mà đau mình cũng dùng đau. Qua hôn trầm cũng niệm thôi. Niệm hôn trầm mà. Hôn trầm buồn ngủ. Niệm. Khi một người niệm không ngủ được. Lúc khi có cảm giác không, buồn ngủ mà không ngủ. Vì nhắc à. Buồn ngủ à. Hôn trầm mà không trầm. Nó không có hôn trầm nổi. Mà nếu vì một đứa nhỏ nó ngủ. Làm biến đi học, kêu ngủ qua con, tới giờ, nó giật lại,
nhắm mắt ngủ con chạy nhắc vậy, nó cứ mở mắt lại rồi bắt đầu kêu cái hoài, thôi đi con thầy giờ đi. Người cha mẹ thương con, giờ rồi vô và kêu nó bằng cách nào, kêu nó dỗ nó bằng cách nào, thầy mình cũng như vậy. Đức Phật dạy dỗ tâm, hướng dẫn tâm bằng cách nào? Đức Phật chạy chánh niệm, ghi nhận, kêu nó buồn ngủ à, buồn ngủ vậy. Nếu phòng nói phòng phòng, xẹp nói xẹp, thì đau nói đau đó. Bây giờ buồn ngủ làm sao bây giờ? Buồn ngủ hả? Cứ niệm vậy, buồn ngủ hả? Buồn ngủ hả? Buồn ngủ. Sau một niệm, sau một mà qua niệm, bất lực, niệm niệm nó cũng buồn ngủ tới. Rồi cách hai, Đức Phật dạy đối trị. Coi chừng vật thật lại, xem phải xem xét vật, xem xét hòa tri túc trong vật thật sa mạc. Khi mà cô dễ muốn ngồi thiền, dùng cơm rồi cô dễ không thể ngồi thiền ít nhất cách một tiếng đồng hồ. Này, vì nghị lực nó tiêu quá vật thật, trong vật thật nó có chất bổ. Này, vì vậy đó, khi mà ăn được, ngủ được, người ta có da, có thịt là vậy đó. Ăn được thì ngủ được, vì ăn rồi nó ngủ. Ăn được thì ngủ được, ăn không được ngủ không được. Rồi ông ăn được, bây giờ ăn muốn tỉnh thức, muốn tỉnh giác. Ngoài Đức Phật dạy ăn xem xét coi vật thật đó, hồi trước mình ăn bị như thế nào. Này, phải xếp nó cho cây, dùng phải tri túc á, trong vị số tiên mạc cá thành thần đạo. Này Phật Ca Cô Giai Gia Thư Đức, khi một ngày muốn đi Niết Bàn, này, muốn đi được bàn, thầy khi mà dùng vật thật còn từng vài miếng, ba bông miếng gì đó, nâng lại dùng nước vừa hành thiền đi Niết Bàn nhẹ nhàng. Mà nếu giống như người ta đi làm việc mà ăn cho giống như làm việc rồi, nặng nề lắm. Này, đi Niết Bàn khó khăn lắm, làm sao đi được, cứ buồn ngủ, làm sao mà tỉnh thức được. Phương pháp Đức Phật là tỉnh thức. Bây giờ mình bị điều kiện là vật thật chi phôi rồi nhá, tri túc vật thật. Vì vậy khi người ta hành thiền tích cực đông, đến thời mấy vị tăng này kia, Đức Phật ăn có ăn dùng chiều thì kia cái tội đó cái tội, nhưng tại sao vậy? Ảnh hưởng đi Niết Bàn thì phải bớt vậy đó thôi, mặc lẽ không làm việc gì hết à. Nếu mà sáng dùng chơi nhìn chiều thì thầy giống người đời rồi, thế thì không phải. Mấy Đức Phật nhiều luật lắm là như vậy. Mấy bác văn trai này lên bác văn trai đã mà hành thiền đó thôi không gì hết à, hành thiền. Mà nếu vì bác văn trai hành thiền thì thấy khác à. Còn nếu vì đi làm việc không tranh được, thấy chấp nhận thôi, nhưng mà ngồi thiền tránh dùng phải xa chút, xa cái cách giờ ăn chút, mới ngồi thiền được, không có hôn trầm. Thì nhớ rằng mà một là khác hôn trầm một cái trạng thái của cái tâm ở trong quán pháp niệm xứ năm chướng ngại. Khi mà hành thiền tự nhiên cái tham ái đôi khi nó phát sinh lên trong khi ngồi thiền, đôi khi sân hận phát sinh lên trong khi hành thiền, hôn trầm phát sinh lên, thâm tâm hoài nghi luôn luôn là năm chướng ngại. Mà làm sao? Đó là cái pháp cần phải thấy hôn trầm liền đạt tới là pháp. Rồi pháp phải thấy hôn trầm đúng rồi, hôn trầm niệm rồi kêu vì không, nếu mà kêu niệm thật à, tính niệm thật à, nó không thể nào ngủ được đâu. Một ngày ngủ rồi một ngày kêu ngủ hả, nó không bao giờ ngủ được. Chánh niệm rồi này, rồi có cách nào giúp con có thể cảm nhận, rất dùng chữ cảm nhận để cúng dường ngài bằng cách hành đạo. Hồi nào tới giờ mình biết bây giờ đau khổ mà vừa nó gạt cái gì không, ngồi thiền một tiếng đồng hồ này, nhưng mà tới 10 phút ha, 40 phút nó xảy ra như vậy. Bây giờ thầy có sự nói chuyện về đạo đức à. Khi mà chúng ta ở xứ Mỹ có cái chỗ người ta tổ chức để
đi chơi chờ đó. À đây, Las Vegas này. Las Vegas đúng không? Las Vegas rồi. Biết bao nhiêu sòng bài, đấu chuyện hết. Tại đó, ngồi sòng bài. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, bài. Không có buồn ngủ. Không có buồn ngủ. Tại sao? Thàm. Tiền đó phải vô trong túi của tôi. Đó phải vô trong tôi. Rồi, si. Tiền của ta mà phải vô trong túi của tôi. Si. Si có tham rồi. Tham sao si? Không ngủ được. Nó nổi gì làm gì đó. Không ngủ được. Bây giờ bỏ tham, bỏ thần. Nó nổi, nó ngủ ngầm được đó. Bắt đầu nó lên. Giết ra bằng niệm nó thôi. Đức Phật không bắn bằng súng, không giết bằng cái gì. Bằng tự kêu nhẹ nhàng, buồn ngủ ha. Cũng như kêu con mình thích đi học. À, ngủ ha, thức, thức, vậy đó thôi. Đây, đó là phương pháp đối trị đôi vài ngày cho đều. À, nếu quý vị ngồi được 40 phút, mà quý vị cũng nhớ đi kinh hành trước hoặc sau này, cũng phải đi kinh hành, đôi vài ngày cho đều, không có buồn ngủ. Rồi, buồn ngủ bằng tay, buồn ngủ tội vài ngày, buồn ngủ bằng tay, Đức Phật dạy, Aloka, Aloka Sanya, Manasikara, chú tâm ánh sáng, chú tâm của ánh sáng đó, thấy mở mắt, thấy sáng, không có ngủ được. À, nếu vì buồn ngủ một ngày nào mở đèn sáng, gần đó vì không ngủ được rồi, vì ánh sáng. Và nếu ngủ phải đi, tôi mới ngủ được ánh sáng. Như vậy quý vị phải Aloka Sanya tưởng, nếu một vị ngủ theo tưởng sáng như vậy, sáng như vậy, sáng tan như vậy, hoặc mở mắt thấy vậy, thấy thầy như vậy, không là nó thấy gì, thấy thôi, thấy màu sắc, à, thấy ánh sáng thôi, thấy thầy rồi. À, đều thứ ba, đều thứ tư, ở trong nơi trong trại, nà, không ở trong phòng tối, ở trong nơi trong trại, đi kinh hành vân vân. Đều thứ năm, thân cần bằng lành, nà, người đó người ta tinh thức, mình cũng gần gần đó, mình thấy người đó tinh thức, là mình cũng tinh thức cả. Nà, vị thiền sinh, vị thiền sư sẽ đem thiền, bắt phải ngồi chung. Này, ngồi chung có lợi ích như thế nào? Người cũ, nà, ngồi thiền, thấy ngồi thiền lâu, người mới rồi. Người đó già cả mà ngồi như vậy mà mình còn trẻ mà không ra ngồi. Cố gắng ngồi, cố gắng rồi. Bắt đầu so sánh chút. Nhưng mà trong thiền, người bản lạnh, người đó ngồi thấy yên. Nà, không có nhúc nhích gì. Bắt đầu ra ngồi yên. Người lớn tuổi bắt đầu lâu lâu cũng mở mắt. Trời, nhỏ nó còn nhỏ tuổi mà nó ngồi ngon lành như vậy, ta gần chết mà ta cũng ra. Bắt đầu người lớn tuổi cũng ra rồi, hài khải lên hết. Ai ngồi group meditation, quý vị khóa thiền ta tổ chức, không may mắn trong lúc mà thầy già thầy điều kiện có cách ly, mình tổ chức như vậy thôi, nay bằng cách zoom nhắc nhở nhau tu hành trong mùa vi sát bằng cách đó. Này, có nhiều cách bằng lành. Rồi điều thứ sáu, nói lời phù hợp. Phù hợp nói lời phải lệ, phải đúng. Đừng nói chuyện quá khứ tương lai. Vì nói quá khứ, rắc người nghe nó buồn ngủ. Nói tương lai buồn ngủ. Nói cái gì bây giờ, hiện tại biên âm. Hiện tại, sao chánh niệm lúc này sao đúng. Giờ đó, giới định về. Nè, phù hợp như mình đang ngồi thiền, đang đi thiền, đứng thiền. Cái đó là phù hợp nhất. Bằng nói chuyện quá khứ, trọi chuyện đâu đem lại. Người nghe buồn ngủ, đừng nói gì. Rồi nghe rồi buồn ngủ. Rồi thiền, rồi không phải là thiền rồi, bắt đầu buồn ngủ rồi đó. Ngồi thiền thấy ngày kia buồn ngủ, ôi, ngày đang ngủ, ngủ ngon. Thế mình không ngủ nữa. Đó, tại vì khóa thiền, đa ngủ, đa là ngủ thiền nè. Không, phải
tỉnh thức, tỉnh thức, cố gắng như vậy. Rồi, đó là pháp đối trị mà chúng ta gặp cả những khó khăn, dùng những pháp đó đem lại thêm. Đây là đầu tiên, là đầu tiên mà con tham gia mà khóa thiền, nên con cứ nhờ bạn ở đúng mới đầu tiên mà ngồi được 10 phút, 40 phút là giỏi lắm rồi. Vì thiền, tại sao mà thấy thiền? Thấy các pháp vi nó thay đổi, cái khổ vì thật là, nhưng phải đi sâu nữa, nhìn nó xuyên thấu, chú tâm nó bụng mật rồi, tên bụng mật, nhưng do đó cái căn di động rung, căn di động rung không phải là bụng, không phải bụng đâu à. Bụng là như bụng ngoài nào tới giờ tưởng bụng, còn cái này căn di động rung là khác, bằng chất đặc tính của tứ đại, căn di động rung là gió, rồi bắt đầu nó cứng mềm là đất. Này, làm tay làm lui cứ ngồi vài đó mà hồi lửa rồi tư đại hoạt động. Vậy thì cái câu hỏi của vị sư tình đã trả lời một số vừa phải với thời giờ, thì còn thời giờ đó mai quý vị ngồi thiền 30 phút. Này, để công dương Đức Phật ca, nhớ quy thiền trường hợp đau quá làm sao đổi chân nhé. Thầy đã đổi vai nghi, đổi chân thôi, rồi ngồi tiếp, cho hết giờ. Giờ quý vị ngồi, tới chân giờ, 3 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi rồi, ôi, hết giờ rồi hả? Giờ ngồi tới 9 giờ chứ 15, rồi cái mình cũng rải tâm tình. Bây giờ hết giờ rồi, hai câu quý vị, nó trúng qua, trúng hồi trước sư cũng chẳng ai ở cái này thì ngồi cái buồn ngốn, cái ngồi đau bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó ta không có gì nữa. Cái gì này rất là đúng, hành thiền rất là đúng, ngồi thấy đau thấy buồn ngủ này phải thấy đấy, khổ cũng phải thấy, khổ do đau, khổ do buồn ngủ thay đổi thôi, không phải dạ đau chết à. Như vậy mà chịu không nổi, từ bên này là xuyên thấu, không biết xuyên thấu như thế nào. Tiếp tay là như vậy. Vậy thì thầy giáo lưu phải các quý vị tiếp tục thiền theo khả năng. Thì giờ có quý vị ở trong mùa lễ Vê Sắc để cung dường Đức Phật bằng với định vệ đối cuộc đời của mình, từ phàm cho lại thành, theo bậc thánh nhân, sống theo phương pháp của bậc thánh nhân vậy. Vậy thì giờ phút cuối cùng thì chúng ta hướng công đức đến ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, chư thiên trong mọi môn trị thi đế đó bà, hướng phần phước báo mà chúng ta tu mẹ mà trong quá trình này. Giờ quý vị bắt đầu. Thần kinh cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thánh, cha tội lỗi mà con đã vô ý, phạm lên Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành cúi đầu thành pháp bảo là pháp học và pháp hành, cha tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đến pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tam bảo, là phàm căn và thánh căn, tội lỗi mà con đã vô ý, phạm đến tất cả lỗi vui xin tâm bảo xa tình bạn được an vui, cho mình thấy những ngày trong gia biến đã thấy.
sa thu lành thai hướng cầu các bánh chư thiên trong vòng tỉnh xa người yên hàng ngày người nơi bàn tha xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng con xin hỏi hợp về sẽ cùng tha thi tìm về chúng dân rồi xin hồ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hành hà xa thì thu chẳng luận kẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân nhưng người trong các thôn lân kiều cư châu quân được phận an cương chúng sanh bốn loài thông thường đoàn thai thắng qua thi hương pháp lành loại pháp giải thoát mà nhất khổ truyền quanh đó này cầu cho ân tình lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các an họ nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy Phật rồi xin cho cả thảy chúng tôi tân hoa trong pháp Phật rồi giáo truyền do sự phước ban mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Ekayano ayam pikave mago satanam visuddhiya soka barirevanam samatikamaya dukha dumanasanam atangamaya nyaya sati gamaya nibbana sasacchi kiriyaya yadiram chataro sati batana katame chataro Itha pi ka ve pi khu ka ye ka ya nu ba si vi a ra ti a ta bi sam ba cha nu sa ti ma vi na ya lo ke a pi cha do ma na sang ve da na su ve da na nu ba si vi a ra ti a ta bi sam ba cha nu sa ti ma vinaya loke apicca domanasam cete cetanobasi viharati atavi sambhacano satima vinaya loke api cha do manasang
tham mê su tham anu ba si vi a ra ti a ta bi sam ba cha no sa ti ma vi ne ya lo ke a pi cha no ma na sa Aham Averohomi Abhyabhachomi Anivohomi Sukhiyatanam Bariharami Mama Matabhito Acariya cha, nyati veta cha, sapramacharino cha, avera hantu, abhyava cha hantu, aniya hantu, Sukhiyatanam Bariharantu Imasamin Narame Sabe Yovino Averantu Abhyavachantu Sukhiyatanam Bariharantu Imasamin Arame Sabe Bhikkhu Samaneraja Uvasaka Uvasika Yoja Avera Abhyavachantu Anivantu Sukhiyatanam Bariharantu Amakam Chatuvachayarayaka Chandu Aniyandu Sukhiyatanam Bariharantu Amakam Arakka Devata Imasamin Vihare Imasamin Navase Imasamin Arame Araka Devata Averantu Abhyavachantu Aniyandu Sukhiyatanam Bariharantu Sabe Sata Sabe Vana Sabe Buddha Sabe Pugala Sabe Atavava Mariyabana Sabha Itiyo Sabha Purisa Sabha Ariya Sabha Anariya Sabha Deva
sabbe manusa sabbe vinivadika averantu abhyavacchantu arihantu sukhiyatana bari arantu dukha muchantu yata lata sambhatito maviga chantu kamasaka uvati maya risaya pachimaya risaya uttaraya risaya dakinaya risaya urati maya anurisaya pachimaya anurisaya uttaraya anurisaya dakinaya anurisaya heti maya nisaya ubari maya nisaya sabbe satta sabbe bana sabbe bhuta sabbe kugala sabbe atta bhava variya bhana sabba ittiyo sabbe purisa sabbe ariya sabbe anariya sabbe deva sabbe manusha sabbe vinivadika avarantu abhyavacchantu anigantu sukhiyatana bariharantu dukha muchantu yatha lata sambhatito mavigacchantu kammasaka uttam yava bhavagacha ato yava vichito samanta chakavalesu yesata bhata vichara abhyavacha niveracha nidukha chanu vandava uttam yava bhavagacha ato yava vichito samanta chakavalesu yesata urakechara abhyavacha niveracha nidukha chanu vandava uttam yava bhavagacha ato yava
vi chi to samanta cakkavalesu ye satta akase chara abhya bhaccha nivera cha niduka cha nubadava imaya tamanu tamma vati vatiya bhutang gujemi imaya tamanu tamma vati vatiya tamang gujemi imaya tamanu tamma vati vatiya sanghang gujemi imaya tamanu tamma vati vatiya mata vitaro gujemi imaya tamma tamma vadi vadiya acharye bhujemi atai maya vati vadaya chara maranam mari mucci sami idam me punyang asavakaya vaham odu idam me silang megapala nyanasa pacayo odu imano punya bhagam sabba satanam dema sabbe sata sukhitandu sadhu 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 chư thiên ở trên ở không ở địa cầu thương ở đó thông mọi điều lòng hướng thần lực có nhiều à đông xin loan hỷ phước điều chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi à các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai à, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng tôi vui tu đạo màu à, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi la.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi phần thông dịch, sư cũng xin nói là hôm nay chúng ta cũng có cái một ít khó khăn với cái hệ thống Zoom. Thì thật ra rất là hy hữu mà chúng ta có thể mà connect tất cả mọi người trên thế giới cùng một lúc như vậy. Cho nên nhiều khi nó có những cái khó khăn thì đó là vô thường, không có gì cả. Cho nên đang trong khóa thiền thì mong là tất cả mọi người, ban tổ chức cũng như tất cả thiền sinh hoan hỷ. Nhiều khi có những cái khó khăn này nhưng mà nó cũng là vô thường. Thì chúng ta thấy được cái sự vô thường. Và thì chúng ta để cái tâm chúng ta hoan hỷ để mà tiếp tục thực tập và kiểm soát cái tâm của mình. Cho nên trước nhất thì cũng xin cáo lỗi. Và sau đó thì ban tổ chức và lúc nào cũng tiếp tục để tổ chức cho nó êm xuôi. Nhưng mà nó có những cái chứng ngại như vậy thì chúng ta cũng hoan hỷ. Vì nó là vô thường. Nhiều khi chúng ta không, nó là vô ngã nữa. Chúng ta không làm được gì cả. Cho nên cứ mà để ý cái tâm của mình, tâm hoan hỷ, chấp thuận nó là như vậy. Dạ, thì bây giờ theo chương trình thì chúng ta sẽ đi kinh hành những cái nơi nghỉ ngơi như là California, là Quét. Và bây giờ thì sẽ nhờ sư cô Thiên Tuệ, pháp danh là Amara Meti, nhờ sư cô thông dịch tiếng Anh dùm cho tất cả quý Phật tử người nước ngoài. Thank you for attending. We apologize for any inconvenience today where the disconnection again, but that's the nature of when you have many people connecting from many parts of the country. It is very extraordinary actually that we can do this. So sometimes this happens, it's just the nature of impermanence. May all the organizer and our yogi continue to be aware and just accept that we try our best. So sometimes this happens. So now we have the translator helping us. This is Sayole Thiên Tuệ. Her name is, her Bali is Amara Meti. She came back from Burma. She practiced over there and she has studied in Burma also. She will help us with the translation. Thank you, Siko Todi. Thank you, Sayora. Yeah, we can hear you. We can hear you. I'm at home. The setting is not very good for video yet. We can hear you okay. Can I just do the audios without the video? That's fine. Yeah. Okay. So hello, everyone. I'm Amara Meta, Bible Subscribe. I was asked to do the translations for the Dharma talk. Due to some technical difficulties, it was hard for me to listen to all the things that Sayadaw Chisa talked. So I would just do the summaries of what I heard, and hopefully I will be able to convey the message as closely as Sayadaw did. And due to my limited Dhamma knowledge and my Pali knowledge, if I make any mistakes during the translations, please pardon me. So basically, at the beginning, Sayadaw was doing the aspirations to the Buddha Dhamma Sangha by saying that Imaya Dhamma Nu Dhamma Patipatiya Buddha Bujemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Patipatiya Dhamma Bujemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Patipatiya Sangha Bujemi. So basically, what he was saying that with my practice, I pay respect to the Buddha. With my practice, I pay respect to the Dhamma, and with my practice, I pay respect to the Sangha. Yesterday, Sayadaw mentioned that he has explained the techniques as well as the theory to practice Vipassana meditations. And today, Sayadaw would like to take the time to answer some of the questions that the yogi had. The first question was, why practicing meditation? Sometimes my eyes feel very tight, as if there was a the invisible cloth tightening it, and for a while when I absorb it, then it will disappear. What is it? What was that experience, and what do I do when it happens? So this is the summaries of Sayadaw's answers. So during meditations, we are practicing the right concentrations, right sati, mindfulness, and Sri Virya, Vinaya, which is a right effort.
And we think that these are the three factors of the right concentrations in the eighth Four Noble Path of Vipassana meditations. And why absorption sila we doing practicing meditations like that. This time he trying to explain that he teaching the method of Mahasi Sayadaw, which he's learned from Burma. And from Sayadawji Mahasi, the method is absorbing the risings, falling the abdomen. At that time, you put the mind in the risings and falling of the abdomen. You don't put the mind in your eyes, or you don't put the mind at the nostrils of your nose. You put the mind at the risings and fallings of the abdomen, and you pay attention to it. During that time, during the meditation, there will be Vedana feelings, such as feeling of tightness or feeling tingling or something on your body. Because when we pay the attention to the body, we will feel these feelings. And when we pay attention to this feeling, maybe the feelings happen in the eyes. But during meditation, we do not pay attention. Our mind is the one that pay attention to the risings and falling, not the conventional eyes, not the eyes where you can see, not the eye where you read or you study, but the wisdom eye, the eyes, the mind that actually is paying attention to the risings, falling. So when there's a tightness into the eye, all you have to do is just pay attention and label tightness three times or so. And then if the tightness disappear, then you will go back to the risings and falling of the abdomen. And when you're observing the risings of the abdomen, you will feel the risings and falling at the in-breath coming in and out-breath going out. At the breath going in, then you will feel the expanding vibrations of the abdomen. And at the out breath coming out, then you were feeling the softenings of the abdomen. And with that, you trying to pay attention. And why paying attention to it, we need vitakka and vichara. These are the two mental factors that are bringing the mind to the objects of meditation. And If the tightness of the eyes area did not go away, then that is the natures of non-self. Everything is impermanence, everything is non-self, and everything is suffering or unsatisfactory. These are the three characteristics of the Dharma. So why practicing meditations, what we're trying to do is we're trying to realize and recognize these three characteristics of the Dharma. So even if when you pay attention to the tightness of the eyes, doing the eyes around the eyes area and labeling tightness and trying to put mindfulness to it, but it still did not go away, then that is the nature of non-self. There's nothing you can control. And you just have to continue to pay attention and to be aware of the feeling, the sensations in the body. And when there is sati, which is awareness, then slowly, there will be a concentration, this momentary concentration, as Sayadawji mentioned. And then from the momentary concentration, there would be wisdom that's come. And when these, starting from sati to momentary concentration to the wisdom, these are the things that inside wisdom that help you understand the natures of all the phenomena, of all the conditional things that are happening during meditation. At the second part of the question, the yogi mentioned that the yogi feel like there was a visible cloth that tied the eyes, that make it so tight that, you know, for a while during meditation. Sayadawji explained that the tightness feeling, Vedana, is the raw experience, the true feeling that the yogi experienced during meditations. However, the idea of the cloth tying the eye is just your imagination. This is wrong thought. And because of these wrong thought, yogi can actually lead to wrong view. And these wrong view, in Vietnamese, if you keep a yogi keep having these imaginations and it thought during the meditation where sati is not continuous, it can lead to a wrong practice, and then it can lead to a bad practice. In Vietnamese, say or something. So during this time, all you have to do is just pay attention and know that tightness, labeling it and be aware of it, but do not imagine it as if there was a tight cloth or anything that is tightening your eyes, because with meditation, we do not look at the risings falling
with the, our conventional eyes, the our actual eye, but we look at with the mind. We pay attention to any kind of subject with our mind. So with that, a thought is a wrong thought, and do not let it come in, into your meditation practice. Just simply experience and simply notice tightness around the eyes area. And Sayadawji is also remind all the yogis who, you know, a beginning yogi who have similar experience also, if anything that happened when you feel like there's some kind of Vedana feelings that happening on your body during meditations, please do not just experience the feelings, that feelings on the body with your mind rawly, and just know whatever it is happening, but do not let your imaginations come in, because these are the hindrances to your meditation. These are imagination, and it's not the right thinking that will lead to right view. And I think after this is a little cut off, so I did not know what was going on. And the next questions or the next answer Sayadawji were talking about was another question where the yogi feeling drowsiness, feeling drowsy during meditations. And he said that it's very normal when the mind is feeling drowsy during meditation. That is pretty much the majority of beginner yogis experience that way. So when you feel drowsy, just like any other feelings that you experience during meditation, these are raw experience, raw feeling. Then all you have to do is just experience it and notice, aware of it, and label it. Just say, just like, you know, a baby is sleeping and you want to wake the baby up, all you have to do is just kind of call, wake up. The same thing with the mind when it's feeling drowsy, all you have to do is just pay attention to it and wake it up with mindfulness sati. And all you have to do is remind, like by noting it drowsy, or note it sleepy. And then even sometime when you do that, then the mind will become more aware. You have more sati, more awareness, more mindfulness, then the mind will become awake again and paying attention to the main objects or the risings, falling of the abdomens again. And at that time, you're trying to pay more attention to the rising, falling more continuously, more attentively by saying rising from the beginning of the rising to the end of the rising. So it's rising, it would be like rising, and then when it's the end of the rising and when the abdomen is starting to fall, when you're breathing out and you're just like falling, that was the method, the technique that Sayadawji mentions. And even if you do that and the drowsiness and the sleepiness did not go away, again, this is another characteristic of the Dharma, which is non-self. There's nothing that you can control. This body is not yours. And all you have to do is just pay attention to it. So if others, if you do all this and you're still feeling drowsy or sleepy, then there's other method that Sayadawji mentions. According to Visuddhi Magga, which is the path to purification, the Thera monks, the elder monks that mentioned that you have to pay attention to food. Food is one of the important factors when the yogi practicing meditations. According to Visuddhi Magga, a yogi should stop eating around 2 to 3 spoons until the place is empty. So when after eating, 2 or 3 or more spoons, and you would feel full, then you stop eating, and after that you would drink some water. And because of that, your body would feel full enough to continue, but at the same time not too heavy, and you will feel light. So therefore it would be beneficial for your meditation practice, and it's not going to make you feel drowsy or sleepy during meditations. And also Sayadawji also mentions one of the precept that we take every day is the 6th precept, Vikala Bhojana, which is not eating after midday. The reasons why the Buddha suggests for the yogis or the disciple of the Buddha not eating after midday, just because when you eat so much, then your body will feel very contained, and you know, all the energies and the blood that you use to digest the food. So therefore, it would be hard for you to practice meditation. So that's why it's very important, or
it's very essential for yogi to not eat so much or pay attention to the nutrition that you take during meditation retreat so that you don't feel drowsy or sleeping during practice. It's not anything bad or anything's wrong that not eating, it's just not beneficial for the practice. And another method, so if you are doing all this method, another method Sayurji mentioned is that when you're feeling drowsy or sleepy and the mind is not aware or so not awake, so then you're trying to pay attention to the light. So the example Sayurji gave was when you were sleeping and so someone turned on the light, it was very hard for you to sleep due to the brightness of the light. So same thing when you're practicing meditation, it was the mind becoming drowsy, then you trying to put the attentions of the mind to the lightness, then and you note it light or bright, that way it will try to wake the mind up. But remember, everything that Sayurji said is mentioned is the mind. It put your mind, pay attention, Unisobanti Sankara, which is wise attention. All these is not your actual eyes that looking at the lights or your actual eyes looking at any of the parts of the body, but leave your attention towards put your attention towards that. So just same thing like that. Put your attention, your mind towards the lightness, and then you note it light to wake up your mind so that you can stay awake and not feeling drowsy. Another method that Sayurji mentioned is staying at the open space. So during meditation, it's good to have an open space where the air would come in and out very openly so that you don't feel drowsy in it or you don't feel suffocated that make you feel sleepy or drowsy. And then with an open space, you know, you can also practicing walking meditation when you feel drowsy or sleepy. And another method is that staying with good Dharma friends. The reason why many retreats are held at the group retreat because as a group together, all the yogis and the sangha practicing together, they will create this kind of energy that can help you stay alert and awake and help with your mindfulness for the mind to not feeling so drowsy. So the example Sayurji gave was just like when you walk into a meditation hall and then you see that other people are practicing very diligently, very ardently and very mindfully, then you yourself would try to put your practice and, you know, put yourself in that in the same condition to stay awake, alert and mindful. And like, let's say if you are a young person, and seeing an older person doing that, you would remind yourself, oh, look at that old person. That person is that old and that person is still practicing so mindfully and ardently. I should do the same. And if an old person seeing a young person, then the old person would remind themselves would be, oh, look at that young person. The young person is so young and then practicing so well and mindfully. I'm so old and I'm almost gonna die, then I should practice very urgently and mindfully as well. And Sayurji also mentioned due to the COVID-19 pandemic that we cannot hold this retreat, you know, where people can actually come to the meditation center to practice. But thanks to Zooms and all the co-hosts and the hosts that trying to use technology that we can be able to see and hear each other and practicing virtually together through this technology. So that was another question that I heard, or the answer that I heard regarding the drowsiness. The last questions Sayurji's answer Sayurji mentioned was a yogi asked about pain. So what I heard, Sayurji mentioned that a yogi mentioned that while practicing meditation, the yogi feel pain at the legs area. That's what I heard. And his answer was that it's very normal and it's very common for beginner yogis to experience pain during meditation. And that is actually, if a new beginner yogi can sit for at least 10 minutes and start feeling pain and, you know, 10 minutes without moving, it is actually very good already, because
at the beginning is everybody have to feel pain. And he's talking about different kinds of suffering, different kind of pain. First, there is the real pain, the real suffering, which is birth, giving birth, old age, aging, and death. It was painful to, you know, to be reborn. It's painful to become an old person, aging, and it's very painful as at death time. But these are the actual suffering that all sentient beings have to suffer. But the pain that most yogis experience during meditation, this is the pain of conditional things. Conditional things. Also, he was reciting gatha, anicca, vata, sankara, upada, vajja, dhammino, upacitta, nirujanti, tesam, vupa, samo, dukkho. All conditional things are impermanent by nature, arising and passing away. Having arisen and ceased, their sterling brings happiness. So basically what Sayaji was trying to say is that all conditionings are impermanent, impermanent, non-selves, and unsatisfactory, because it's impermanent. That means it keeps on changing. It's non-self. There's nothing that we can do, nothing that we can control. So therefore, it brings satisfactory. It brings suffering. Just like the pain that the yogi experiencing during the meditation, these are the changings of the body. The phenomenon within the body. And because this body is not ours, and this body is made up of the four major elements, which is water, fire, earth, and air. So therefore, these things will keep changing, and these things are not permanent in our body. Therefore, when we are pay attention to our body during meditation, with sati, mindfulness, and pay attention, we be able to see and experience these pain. And with these pain, with our uniso panticakara, which is the wise attention, we would be use our attention and our patience in order to see and understand these pain, see the nature of changing, risings, and falling away of all these pain, so that we can understand the three characteristics of the Dharma, which is impermanent, sufferings, and non-selves. And Sayaji mentioned that these are very good questions, because these are the real experience that most yogi get when they're practicing meditation, which is drowsiness, which is pain. And these are this is very good, because these, to show that, you know, meditation is, at first you experience this pain, and through this pain, you will be able to understand this and understand the Dharma and the true nature of things. And Sayaji also mentioned that when he really liked these questions, because these are the true and the core questions of all yogi when they first practice. Just like him, when he was a beginner yogi many years ago, when he first started his practicing meditations, he also experienced all these kind of things, pain, drowsiness, and so on and so forth. So he's encouraged the yogi to be patient and keep on practicing and trying to be mindful to practice meditation. Thank you. That's all I have. Hello. Hello, Sula. Yeah, move up. Yeah, sadhu. Translations. Yeah. Thank you, Sayole. I think it was difficult because of the way we were disconnected with Sado talk. Now to put it together. So thank you, Sayole. And now we will continue with the retreat. Now it's the walking meditation. Thank you. Thank you, Sado. Thank you.